Bên em xin kính chào tất cả các quý khách hàng. Chào mừng quý khách hàng đã đến với kênh bán hàng của bên em. Thì hôm nay bên em xin giới thiệu đến tất cả mọi người một chiếc động cơ cooler 27 ngựa. Hàng này là hàng mới chưa qua sử dụng nha. Đấy, cực kỳ là chất luôn. Model của nó là CH740 nha quý khách hàng, 27 ngựa. Cao nhất trong dòng động cơ xăng hai máy nha quý khách hàng. Hàng siêu VIP. Chiếc này về bên nhà em là còn thùng luôn, còn thùng cắt tông luôn nha. Cái này dây này, dây câu bình này là nhà em lắp ngoài, tại vì về là nó không có cái dây câu bình này. 27 ngựa, mới cứng, chưa qua sử dụng. Dòng này thì khuyến cáo cái hàng về thì mình nên chạy cho nó khoảng từ 5 đến 10 tiếng nhá, để chạy lốt đa máy nhá, để già máy nhá, chạy già trơn máy nhá. Đấy. Quý khách hàng nào đang có nhu cầu về các dòng động cơ xăng một máy, hai máy liên hệ em nhé. Theo số hotline 0966421739, Zalo bên em. Bên em chuyên cung cấp tất cả các dòng động cơ xăng một máy, hai máy nhá. Hàng VIP. Miền Bắc bên em nằm tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Miền Nam thì bên em nằm ở số 140 đường Cộng Hòa hoặc số 69 đường Tân Thới Nhất, 01 quận 12 thành phố Hồ Chí Minh nhá. Đây cái này là nắp chụp cò. Chỗ này là mình sẽ châm nhớt và cũng như là mình sẽ bơm xăng, nó lắp kèm luôn vào đây. Kèm theo bơm xăng luôn. Đối với dòng động cơ lớn như này thì nó sẽ có thêm cái giải nhiệt dầu bên hông này nhá. Đấy, động cơ CH740, hàng siêu VIP luôn, mới cứng chưa qua sử dụng. Lọc cooler này, đẹp luôn nhá. Đấy. Cái này là bơm xăng nhá. Đấy. Này là nó sẽ tự hút lên quý khách hàng. Quý khách hàng đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để cập nhật những sản phẩm mới nhất bên em nha. Like, chia sẻ, ủng hộ bên em nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo của bên em ạ.